hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát văn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV Hôm nay xin mời các vị lắng nghe bài số 145 Kinh Đại Bác Niết Bàn Phẩm Phạm Hạnh Phần Thứ 16 Thưa liệt quý vị, Kinh Văn của đoạn này nói như sau Ca Diếp Bồ Tát Bạch Phật rằng Thế Tôn như lời Phật đã nói ý nghĩa rất sâu kính nay tôi trí cạn cợt làm sao hiểu được nếu các vị đại bồ tát trụ nơi bậc quân một có thể làm được như thế tại sao đức như lai xưa kia là vị quốc vương thật hành bồ tát đạo mà lại giết hại dòng bà la môn nếu đặng bậc này thời lẽ ra phải thương xót thương thường ủng hộ còn nếu chẳng đặng bậc này nhân duyên gì lại chẳng đọa vào địa ngục câu hỏi này thật là thật là hay ở trong tiền kiếp xa xôi có những kiếp đức thế tôn đang ở đang làm vua và có những vị bà la môn làm hại chánh pháp đức thế tôn lúc ấy đã giết họ và ngài nói rằng ở đây ca diếp bồ tát bạch rằng tại sao hành động đó không khiến cho một cái vị quốc vương một cái vị quốc vương à, giết hại những người hủy hoại chánh pháp bị đọa địa ngục mà ngược lại lại được sinh nhiều nhiều phước báo và bên cạnh đó đã thương xót chúng sanh như là thương con một. Ngay cả con mình làm việc lầm lỗi, không có người cha mẹ nào lại đi giết con mình mà không thương xót. Vậy thì Thế Tôn hành Bồ Tát Đạo với đầy lòng từ bi, tại sao có những hành động như vậy? Tại sao không chịu cái quả báo như vậy? Đó chính là vấn nạn mà Bồ Tát Ca Diếp trình lên Đức Thế Tôn. Bồ Tát Ca Diếp còn luận lý nữa nếu bình đẳng xem tất cả chúng sanh là con như la hậu la cớ sao đức như lai lại quế để bà Đạt đa đồ ngu không biết khổ thẹn ăn nước miếng nước ăn nước mũi của người làm cho đề bà đạt đa sanh lòng giận hờn hại thân Phật ra máu. Câu này thưa các vị, chúng ta liên tưởng tới kinh kinh Tạng Nguyên Thủy miêu tả rất rõ xuất xứ rất rõ thánh điển đoạn này đó là một hôm ở giữa hội chúng có tôn giả Sa lệ phát tôn giả một kiện liên và một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo lúc bây giờ đề bà đạt đa ra đánh lễ Thế tôn và nói rằng Thế tôn tuổi đã lớn à, xin ngài hãy trở về an trú cảnh đại niết bàn còn tăng đoàn lo lắng khó nhọc à, việc trước việc sau để cho tôi được tôi được chu toàn thay cho thưa liệt quý vị đức thơ tôn ở giữa hội chúng nghiêm khắc nói rằng này đề bà đặt đa trên cho đến chư thiên ma phạm dưới cho đến sa môn bà la môn không có bất cứ ai đủ sức nhiếp phục đồ chúng của như lai ngay cả sao lại phất triển một kiện liêng, còn không đủ sức làm những việc ấy. Hôm nay, Người ăn đờm giải hay ăn thứ gì mà mở miệng ra nói những lời như vậy? Thưa các vị, lúc bấy giờ, đời bà đặt đang ở giữa hội chúng, rất là bực bội, sinh tâm phiền não. Đức Thơ Tôn không có tôn trọng ta. Ở giữa đại chúng mà nói lời ta. Còn đem cả xã lợi Phật và một kiện liên ra để so sánh với ta nữa. Thưa liệt quý vị, với cái tâm phiền não khởi lên cực mạnh và với cái tâm phẫn nộ với hai vị đại thông giả cánh tay trái cánh tay phải của Phật khiến cho tất cả thần thông gọi là ngũ thông mà đều bị đặt ra khổ công tu tập có được đều bị bị mất hết và ông ta khả năng còn thua một cái người phàm phu thường tình nữa cho nên ông mới nghĩ ra cái cớ sách đó là ông bẫy đá qua tình cảm với tôn giả a nan ông len lỗi vào phía sau cái đường đường đi của phật thường trở về hương thất tại núi linh thước ông làm một cái bẫy đá ông chất lên đó những cái hòn đá to và ông chờ Đức Thế Tôn đi khất thực, ngang qua trở về. Thì lúc đó ông mới làm cho cái bẫy đó nó sập xuống và đá nó tràn xuống để mà gây hại cho Phật. Thì thưa các vị, câu chuyện tình tiết nó còn nhiều thứ lắm. Nhưng ở đây chúng ta hiểu rằng Bồ Tát Ca Diếp nói rằng có lẽ do một cái sự quở trách nặng nề của Thế Tôn với những cái lời như vậy cho nên khiến cho đời bà Đạt Đa khởi ác tâm mà hãm hại Phật. Tại sao thương được bà Đạt Đa? Được bà Đạt Đa cũng như là một chúng sinh. Mà Thế Tôn thương tất cả chúng sinh như là cha mẹ thương con một. Như là thương la hậu la của mình. Vậy thì tại sao lại nói lời nặng nề quở trách Đờ bà Đạt Đa như vậy? đó cho Bồ Đề Bà Đạt Đa gọi là khơi cái phiền não tới mức là muốn hại ngược lại mình. Điều đó lý do gì và tại sao như vậy? Và trong kinh nói rằng Bồ Bà Đạt Đa khơi cái lòng giận hờn làm hại thân Phật cháy máu. Bồ Bà Đạt Đa đã tạo nghiệp ác này rồi. Đức Như Lai lại còn thọ ký cho người ấy, huyền ký cho người ấy sẽ bị đọa địa ngục chịu khổ một kiếp. Bạch Thế Tôn, những lời như vậy làm thế nào chẳng trái nghịch với đạo lý? Bạch Thế Tôn, ông Tu Bồ Đề, tức là Ca Diếp Bồ Tát đưa ra một trường hợp khác. Ông Tu Bồ Đề trụ bậc giải không, tức là ở trong cái kiến thức giải không đỡ nhất. Lúc muốn vào thành khất thực, trước hết ông quán sát nếu có người đối với ông sanh tâm, ganh ghét, Thời ông thôi chẳng đi khắc thực Ông muốn đi vào Con đường đó để khắc thực Và ông dùng cái tâm xem là Ở nơi đó người ta có kính trọng mình không Người ta có Có ai ghét bỏ mình hay không Nếu như có người trong đó Mà có cái ý ghét bỏ Ông biết như vậy Thì tôn giả tu Bồ Đề Cũng không đi vào con đường đó Kinh nói rằng Dầu cho quá đối Ông vẫn chẳng đi Thà nhìn đối chứ không muốn đến cái chỗ vì khắc thực mà người ta ghét mình vì lòng vì ông tu bồ đề thường nghĩ rằng tôi tự nhớ đời trước tức là ngài tu bồ đề làm việc như vậy có lý do lý do như thế nào đó là ngài tu bồ đề nói rằng tôi tự nhớ đời trước đối với phước điền sanh niệm ác trí của vị a la hán biết vô lượng kiếp quá khứ và có kiếp là đối với người tu tập, đối với bậc thánh giả, đối với ruộng phước mà sinh cái tâm ác. Đây là điều mà chúng ta cẩn thận. Thế Tôn nói rằng ở trong tám chúng đệ tử của Ngài, tức là tu đạo hoàng, tu đạo hoàng hướng, à, 4 bốn đôi tám hạng đó, đó là ruộng phước chúng đệ tử của Như Lai. Ai bố thí cho họ, ai trợ duyên cho họ thì phước báo rất lớn. Và nhất là những ai đang tinh tấn hành phước mà chúng ta lại sinh ác niệm tức là chúng ta muốn hủy hoại cái ruộng phước đó cũng giống như là trường hợp của tôn giả tu bồ đề tiền thân đã vi phạm lỗi này do nhân duyên này tôn giả nói rằng tôi bị đọa nơi địa ngục lớn chịu nhiều thống khổ và nay tôi thà trọn ngày chẳng ăn quyết không khiến những người kia vì ganh ghét tôi mà phải đọa vào địa ngục chịu khổ. Tức là Ngài biết Ngài giờ đây là ruộng phước. Và Ngài đi khắc thực, những người kia biết đâu ghét Ngài, khinh khi Ngài, phí nhổ Ngài, thì cũng mắc cái lỗi giống như Ngài đã từng mắc ngày xưa. Và người nào làm như vậy thì sẽ chịu rất nhiều thống khổ ở trong địa ngục. Và vì thương xót họ cho nên Ngài thà rằng chịu đối chứ không có muốn đến chỗ đó. Ông Tu Bồ Đề lại nghĩ rằng nếu có chúng sanh không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ trọn ngày ngồi yên không đứng dậy. Tức là chúng sanh đó không có muốn ngài đứng, chỉ muốn ngài ngồi im đó thôi. Thì ngài có thể ngồi yên một ngày. Nếu chúng sanh không bằng lòng cho tôi ngồi, thì tôi sẽ đứng trọn một ngày chẳng chẳng rời chỗ. Đi hay nằm cũng vậy đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào có ai đó nói rằng tôi yêu cầu ngài ngồi đó tôi yêu cầu ngài đứng đó hay là nằm đó hay là ngồi im đó thì người ta có yêu cầu một ngày ngài vẫn ngồi một ngày vì sao bởi vì ngài không muốn làm cho người khác trái ý không muốn làm cho họ khó chịu và vì sao bởi vì với nước trái ý và khó chịu thì khởi cái tâm phí nhổ ngài và người ấy sẽ bị tội đọa địa ngục Tại sao? Bởi vì Ngài là đón thanh tịnh là là ruộng phước. Chúng ta thấy tôn giả tu Bồ Đề có những cái hành động đại bi mà chúng ta xem như là cực đoan phải không? Cực đoan. Ví dụ như bây giờ mình khởi lòng đại bi có ai đã bảo mình ngồi im đó, mình có ngồi im tối ngày, mình thấy nó hơi phi lý. Người ta phi lý, tại sao mình phải phải nghe theo? Mà bây giờ tôn giả tu Bồ Đề bậc thánh mà vẫn nghe theo. Không phải ngày không biết lý đúng khi lý, lý sai. Nhưng mà vì thương xót cái hữu tình khởi phiền não điên đảo kia thì sẽ bị đọa vô ở trong địa ngục chịu thống khổ còn nhiều hơn và không nỡ nhìn thấy những điều đó cho nên tôn giả mới ngồi im ngồi im vì lòng đại bi chứ không phải vì khiếp vì nhược vì kinh vì hãi hay là vì thiếu hiểu biết ông tu bồ đề vì hộ chúng sanh còn có tâm như vậy hà huống là đại bồ tát ý nói tôn giả tu bồ đề vì thanh vinh Muốn hộ niệm tâm tư của hữu tình mà còn có những hành động như vậy, huống chi Đại Bồ Tát thương chúng sinh giống như là mẹ thương con đó. Bồ Tát nếu đệnh bực quân một có duyên thì Đức Như Lai nói ra lời thô như vậy làm cho ông Đề Bà Đạt Đa sinh lòng ác giận để làm chi? Thế Tôn trả lời như thế nào câu hỏi của Bồ Tát Ca Diếp thưa liệt quý vị? Trong cuộc đời hành đạo... Tất chúng ta sẽ có những câu hối như vậy... Và chúng ta gặp những câu hối như vậy... Thì chúng ta trả lời như thế nào? Kinh Đệ Bác Niết Bàn nói rằng... Này Thiện Nam Tử... nay ông chẳng nên gạn như vậy... Chẳng nên nói rằng... Đức Như Lai là làm nhân duyên phiền não cho chúng sinh... Đây là điều mà chúng ta trước tiên phải xác quyết... Đức Như Lai người vô sự... Ngài không bao giờ làm duyên khiến cho chúng sinh sinh phiền não. Chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì tại sao có người thái tôn tượng của Phật, hoặc là nghĩ tới Phật người ta ghét bỏ, nói tới đi chùa lễ Phật người ta ghét bỏ, nói tới tu Phật người ta khinh khi phí nhổ, thậm chí người ta còn muốn tiêu diệt tất cả những người mà đi theo lời dạy của Phật. Như vậy, sự hiện diện của Phật giáo lý của Ngài, hệ thống giới luật của Ngài làm cho chúng sanh có phải phiền não hay không? Những điều như vậy đang xảy ra ở trong đời thì sao Thế Tôn lại nói rằng ngươi đừng bảo rằng Đức Như Lai làm duyên khiến cho các chúng sanh sinh phiền não. Trở nên nói như vậy và Ngài đưa ra những thí dụ. Giả sử vồi con mũi có thể hút hết nước đáy biển. Hút hết nước này, đến đáy biển Đức Như Lai trọn tránh làm nhân duyên phiền não cho chúng sinh. Giá như con mũi lấy cái vùa chút xíu của nó mà hút nước biển đại dương, và hút tất cạn đấy đi nữa, điều đó có thể xảy ra hay không? Giá như điều đó có thể xảy ra đi nữa, thì cũng không nên nghĩ rằng Đức Như Lai làm duyên để mà khiến chúng sanh sinh phiền não. Giá sử đất mà mặt đất này đều... Uh, mặt đất đều thành không màu mặt đất này thì đủ đủ thứ màu mà giá như nó không màu thành nước thành tướng khô nước thì tướng ướt phan bây giờ thành khô lửa nóng bây giờ thành tướng lạnh gió gió thì luôn luôn thổi dịch chuyển nhưng mà giờ đứng lại giả sử tam bảo phật tánh nhận đến hư không thành tướng vô thường tức là tam bảo phật tánh là cái tướng bất di bất dịch là cái tướng như như bất động không bao giờ có chuyện vô thường trong đó nhưng giá như nó có bị vô thường đức như lai cũng chọn tránh làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh tức là những điều không thể xảy ra như vậy mà giá dẫu như nó có xảy ra thì cũng chớ có nghĩ rằng đức như lai làm duyên khiến cho chúng sinh sinh phiền não sự hiện diện của như lai làm cho họ phiền não giả sử người phạm bốn tội nặng hạng nhất triết đề hủy bán chánh pháp hiện thân đặng thành 10 trí lực bốn vô sở ý ba mươi hai tướng tám mươi thứ tốt đức như lai trọn chánh làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh y nói rằng giả như giả như có người phạm những điều cực trọng sát đạo dâm vọng rồi có những người là không bao giờ có một cái tâm thiện không bao giờ có một ý nghĩ tốt lành với ai nghĩ ra cái gì cũng đỡ hại người khác mà thôi. Và những người như vậy, tự nhiên họ thành đạo và họ gì? Họ dựa trên những cái điều ác, điều xấu cực kỳ như vậy để họ thành một đức Phật với đầy đủ oai đức tí dụng như là trí lực bốn vua số ý hiện ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Giá như điều đó có thể xảy ra. Thưa các vị làm thì có xảy ra được phải không? Nhưng mà giá như có thể xảy ra thì cũng chớ có nghĩ rằng Đức Như Lai sự hiện diện của Ngài làm duyên khiến cho chúng sinh sinh phiền não. Giả sử thanh văn và bích chi Phật là thường trụ chẳng biến đổi, Đức Như Lai Chọn tránh làm nhân duyên phiền não cho chúng sinh. Những điều như vậy chúng ta cũng phải cũng phải chiêm nghiệm cho rõ ràng. Giả sử bậc thập trụ Bồ Tát phạm bốn tội nặng làm nhất xuyên đề hủy bán chánh pháp. Tức là bậc thập trụ Bồ Tát thì không bao giờ phạm cái lỗi gì nữa trong sanh tử này. Nhưng mà giả dụ như họ có phạm lỗi, họ trở thành người phạm lỗi và họ họ phạm cái lỗi nặng như là là cái người mà ác cái người xấu mà hủy bán chánh pháp thì Đức Như Lai cũng chẳng bao giờ có chuyện là làm cái gì làm duyên khiến cho chúng sinh sinh phiền não tiếp theo giả sử vô lượng chúng sanh dứt mất phật tánh điều đó không bao giờ xảy ra nhưng giả sử có đi nữa chư phật rốt ráo nhập niết bàn đức như lai cũng trọn tránh làm duyên phiền làm duyên phiền não cho chúng sanh giả sử vải vải chài có thể cột trói được gió cái vải chài là sao cột trói được gió gió mà làm sao cột được riêng có thể nhai Nát sắc Chuyện đó làm gì có thể xảy ra Mắm tay cào đổ núi Tu Di Làm sao có được Đức Như Lai cũng chẳng trọn Chẳng làm nhân duyên Phiền não cho chúng sanh Chúng ta thấy những thí dụ, những hình ảnh Không bao giờ có thể xảy ra được Nhưng giả như nó có thể xảy ra Thì duyên rằng Như Lai Làm phiền não chúng sanh Điều đó hoàn toàn không bao giờ có thể xảy ra Thà ở chung với đất độc đúc hai tay vào miệng sư tử đối lấy than hồng dùng tắm rửa trọn chẳng nên nói rằng đức như lai làm duyên sinh phiền não cho chúng sinh đó là những lời đức thế tôn cảnh báo và nghiêm khắc cảnh báo vì sao bởi vì cái tâm điên đảo chúng ta thì việc gì chúng ta cũng có thể khởi nghi hoặc và một khi mà khởi nghi hoặc về cảnh giới của như lai thì chúng ta sẽ bị đọa vào trong thống khổ. Này thiện nam tử, Đức Như Lai thiệt có thể làm cho chúng sinh dứt trừ phiền não, trọn chẳng làm cho chúng sinh sinh phiền não. Tại sao như vậy hả? Tại sao mà nghĩ tới những cảnh giới như vậy à, khiến cho chúng ta điên đảo? Có phải Đức Như Lai vì cho rằng không nghi mình cho nên Ngài hiện thần lực vùi chúng ta vào trong sanh tử hay không? Điều đó không phải đâu. Đức Như Lai hiện thân cho chánh pháp. Đức Như Lai hiện thân cho những chân lý siêu tuyệt, những điều đúng đắn mà chúng ta nghi ngờ đúng đắn. Chúng ta nghi ngờ sự giải thoát, chúng ta nghi ngờ chân lý. Chính cái lòng nghi của chúng ta nó sẽ trở thành kiết sự chi lấp tâm trí, phủ kín tâm của chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta đi trong thiền cái. Để rồi cái thiền cái đó nó vùi lập lấp chúng ta ở trong thống khổ. Thành ra đó là nhân quả tự mình khởi, tự mình làm, tự mình chịu. Bởi vì cái ý dẫn đầu tất cả mà cái ý như thế thì cái quả nó như thế. Này thiện nam tử, như ông vừa nói, Đức Như Lai ngày xưa giết dòng Bà La Môn. Cái thơ tồn nêu ra, nên biết Đại Bồ Tát còn không cố sát một con kiến, huống chi lại giết Bà La Môn. Điều này chúng tôi hoàn toàn tin, Chúng tôi chẳng phải Bồ Tát gì cả Nhưng tu tập một thời gian Mới thấy được con người chúng ta ai cũng thống khổ Rõ ràng nhiều khi nhận của các vị cúng dường Trong lòng cũng hết sức là ấy nấy Nguyện ráng tu tập nhiều hơn Để cái công đức khó nhọc Và đồng tiền khó khăn này Được sinh ra nhiều phước báo cho người làm ra và đôi khi đứng ra vận động tài chính để xây dựng những cái cơ sở chùa chiền, cơ sở trường học trong lòng cũng hết sức là bức bức rứt vô cùng thưa quý vị. Bởi vì chúng ta biết cuộc sống ai cũng khó khăn và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng luôn đối diện với những khó khăn. hoàn cảnh nào nó có khó khăn của hoàn cảnh đó. nhưng thưa các vị đôi khi nghĩ tới chính vì thiếu phước báo thành đạt chúng ta mới khó khăn. vậy thì chúng ta có thể là nhẫn chịu một chút cái khó khăn của mình để cùng nhau tạo ruộng phước. May ra, cách đó là cách mà chúng ta mới có thể giải thoát, mới có thể an lành. Cái cõi này như là ngôi nhà lửa, mà Thế Tôn nói nhà lửa tam giới nó rực cháy, đốt thiêu tất cả. làm sao có thể đem một cái vật ở trong nhà lửa đó ra khối ba cõi? Trong khi chúng ta đi lên đi xuống thì đều trong luân hồi, làm sao đây? Thế tôi nói bố thí. Bố thí là phương pháp duy nhất. Cho nên chúng ta gieo một chút tỉnh tài tịnh vật vào trong cái phước điền tam bảo. Thì đó chính là hành động mà chúng ta đem một cái vật sẽ bị cháy ở trong nhà lửa ra ngồi nhà lửa đó. Thành ra thưa quý vị, chúng ta nghĩ như vậy để thấy, thấy là chúng tôi phạm phu mà cũng khởi tâm thương xót thì huống chi đại bồ tát đại bồ tát đầy từ bi và từ bi của Bồ Tát làm sao bằng từ bi của Phật Thì Phật làm gì có chuyện là giết hại ai Bồ Tát con kiến cũng không dám giết Đừng nói chi là hại Bà La Môn Bồ Tát thường dùng mọi cách Ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sinh Luận về bố thí Thời là bố thí mạng sống Vật thực Đại Bồ Tát lúc thật hành Bà La Mật thường ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sinh. Người giữ giới bất sát, thời định sống lâu. Từng câu, từng câu như vậy, chúng ta tùy nghi mã mà, mà phân tích. Rõ ràng ở đây, chúng ta thấy rằng người bố thí à, có nhiều cái cách, gọi là mọi cách thức ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Tùy đó, tùy đó mà mình bố thí, tùy đó mà mình cúng dường, tùy đó mà mình mình khởi cái tâm tạo phước thưa các vị, lúc còn nhỏ chúng tôi làm học tăng. Có những trường hợp bữa ăn thí chủ dọn lên thật là ngon miệng. Và các anh em ở tu viện khó khăn thiếu thốn, ai cũng say sưa ăn uống. Và chúng tôi thường ngồi lịch sự chờ đợi. Chỉ ăn sơ sơ chút xíu bánh tráng, cộng rau cho vui. Thực ra chúng tôi cũng rất là đối. Nhưng mà muốn nhường tất cả những cái gì ngon ngọt nhất, những cái đồ ăn thịnh soạn nhất cho anh em, cho quân đệ trong bàn ăn được đầy đủ. Rồi khi họ ăn xong rồi còn cái món thừa còn lại, nếu như hết thì thôi. Món thừa còn lại thì chúng tôi lại cho vào một cái một cái tô gần như là tất cả. Cái gì còn cũng được cho lại hết. Và cái bàn thì nó thường sạch sẽ, có người nói tại sao chúng tôi ăn nhiều vậy? Nhưng chúng tôi cũng thường ở đó nhiều ngày. Thành ra ăn một lần thì cũng nhiều hơn người khác. Đơn giản là gì? Mình không có tiền cúng dường, mình mình cúng dường, mình nhường lại cái phần mà lẽ ra mình có được đây cho anh em quân đệ mỗi người thọ hướng đầy đủ. Còn sót lại thì thay vì bỏ đi, bỏ rác đi thì mình thọ nhận cái phần đó cũng được. Đơn giản là mình không có phước nhiều, cũng không dám nhận của ai nhiều. Và nhân đó cũng có thể dùng cái tâm là cúng dường. Mà mình không có một đồng một két nào hết, vẫn có thể dùng tâm cúng dường trong bối cảnh như vậy. Chúng tôi làm như vậy thường xuyên. Nhưng rồi có những người xung quanh thì họ nghĩ rằng ấy, là chúng tôi có cái đời sống hơi kỳ lạ, em muốn cũng hơi kỳ lạ. Bởi vì, vì họ không có hiểu rằng là mình dùng tâm tu hành như thế nào. Hôm nay chia sẻ vài lời như vậy, để chúng ta thấy rằng, Bồ Tát hành bố thí với mọi phương tiện mà mình có thể là là có được. Và tất cả những ai bố thí thì được khỏe mạnh, giàu sang phú quý và giữ giới bất sát, không giết hại thì thọ mạng thường kéo dài. Kinh nói rằng Đại Bồ Tát lúc thật hành thi ba lâm mật, thời ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Tức là là thực hành bố thí là ban bố vô lượng thọ mạng bây giờ nếu như không bố thí thì chúng sanh lấy gì no đủ nhờ cái sự no đủ đó tức là giúp cho chúng sanh tăng trưởng mạng căn này thiện nam tử giữ gìn miệng không lỗi thời đại sống lâu tại sao như vậy thưa được quý vị cái vạ miệng của chúng ta thật là khủng khiếp phù sĩ sử thế phú tại khẩu trung sở dĩ trám thông do kỳ ác ngôn đồng ý người ta làm ác người ta làm xấu nhưng mà suốt ngày mình cứ nguyền rủa người ta thì cô chừng mình mang cái vạ miệng và cái vạ miệng của mình trước tiên khi mình nguyền rủa mình tức giận thì ngay lúc đó máu huyết của mình nó bị tổn hao rồi tổn hao máu huyết thì làm sao mà trường thọ được và chưa nói là gieo cái duyên ác khẩu với người nghe miễn bàn đúng hay sai kích thích cái tâm sân của người khác lên là chúng ta thấy có tội rồi. Tại sao chúng ta không có kích thích cái tâm thanh tịnh? Người ta có nhiều lý do gì đi nữa thì chúng ta cũng nỗ lực cố gắng kiềm chế. Đây là một điều khó làm thưa quý vị. Trong cuộc sống khó thật. Và ở đây chúng ta hiểu rằng bố thí, bố thí như vậy giữ gìn cái miệng không lỗi thì được được sống lâu. Nghĩa như vậy chúng ta phân tích xa ra chúng ta mới thấy được thành ra tu là tu từ tâm từ tánh tu từ từ thân từ ngữ từ ý đại bồ tát lúc thật hành sành đề ba la mật thường khuyên chúng sanh chớ ôm lòng oán thù những việc phải làm cho người đem sự quấy về mình không cải cọ kiện cáo thời đạn sống lâu vì thế nên bồ tát lúc thực hành sành đề ba la mật thời đã ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Chúng ta hiểu Bồ Tát tu tập, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thì, thì được sống lâu. Này thiện nam tử, siêng năng tu tập hạnh lành thời đáng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thật hành tỳ lê gia ba la mật, thường khuyên chúng sanh siêng năng pháp lành, siêng tu pháp lành, chúng sanh thật hành rồi đặng sống lâu vô lượng vì thế nên đại bồ tát thật hành tỳ lê gia pa la mật đã đặng đã ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh đó là nghĩa của bố thí của trì giới của tinh tấn của nhẫn nhục của thiền định của trí tuệ của lục ba la mật ngay khi tu ba la mật đã làm cho thọ mạng chúng sanh trường thọ này thiện nam tử người nhiếp tâm đó là là thiền định đó người nhiếp tâm tu thiền thời định sống lâu nghĩa là chúng ta hiểu như thế nào tâm tí chúng ta khổ não người ta gọi là lao tâm khổ trí thì mạng sống phải gì phải bào mòn đại bồ tát lúc thật hành thiền ba la mật khuyên các chúng sanh tu tập bình đẳng tu tâm bình đẳng chúng sanh thật hành rồi thời đẳng sống lâu khuyên mà chúng sanh làm được thì đó là nhờ cái phước của mình từ đó mà mình làm cho người trường thọ thì mình cũng trường thọ theo. Vì thế, Bồ Tát lúc thật hành thiền Bá La Mật đã ban bố cho chúng sanh vô lượng thọ mạng. Này thiện nam tử, ở những nơi pháp lành không phóng dật. đó gọi là trí tuệ đó, thì sẽ được sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thần hạt thật hành Bát Nhã Ba La Mật khuyên các chúng sanh nơi những pháp lành chấn sanh lòng phóng dật. Ở trong pháp lành mà cũng không tham chứ đừng nói chi là tham pháp ác chúng sanh thật hành rồi thời đặng sống lâu vì thế nên lúc bồ tát thật hành bát nhã ba la mật đã ban vô lượng thọ mạng cho chúng sanh thưa là quý vị từng câu từng câu đã miêu tả đời sống vô lượng kiếp của một vị bồ tát bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ đây là lục ba la mật và Bồ Tát hành lục ba la mật một cách viên mãn cho nên quả phước của ngài cũng đã ban bố cho chúng sanh vô lượng thọ mạng. Thế tôn nói này thiện nam tử do nghĩa này nên đại bồ tát chọn không giết hại mạng sống của chúng sanh. Thành là chúng ta hiểu chân lý thì làm sao có chuyện là một vị bồ tát mà còn giết hại chúng sanh? Này thiện nam tử như ông vừa hối lúc giết hại dòng Bồ la môn đức như lai đã đặng đánh được bậc quan một này thiện nam tử lúc đó ta đã đánh bậc ấy vì lòng thương họ mà giết chẳng phải vì tâm ác câu này là câu chúng ta đạt đến một cái chân lý siêu việt mới có thể là chấp nhận nổi tại sao giết mà gọi là ác là thiện là sao được ở trong du già bồ tát giới chúng ta lập ra xem bồ tát thấy có hữu tình vì nhân duyên ấy mà đọa địa ngục. Chẳng hạn như thấy hữu tình, thấy ai đó khởi sân muốn giết cha, muốn giết mẹ, muốn giết a la hán, muốn phá hoại hợp tên, muốn làm cho thân Phật chảy máu. Vì nhân duyên ác hại đó mà hữu tình chúng sinh đó bị đọa trong địa ngục chịu thấm khổ dài lâu. Bồ Tát khởi tâm thương xót mãnh liệt. Và ở trong lòng vô ký mà hành động tước đoạt mạng sống của hữu tình đó. Khi hữu tình đó không còn mạng sống thì tất cũng không có phương tiện nào để hành ác đọa trong địa ngục. Nhưng quả của Bồ Tát phải làm đó là bản thân của mình phải chịu khổ đau nhiều kiếp ở trong địa ngục. Nhưng Bồ Tát tha rằng tự mình chịu khổ đau trong địa ngục chớ có đỡ cho chúng sanh kia bị đọa trong địa ngục chịu khổ dài lâu cũng giống như người cha người mẹ tha rằng mình chịu thấm khổ chứ không nỡ để cho con mình chịu thấm khổ với ý nghĩa đó thì chúng ta mới thấy được chân lý của đức thế tôn làm như thế nào kinh đại bát niết bàn du và bồ tát giới và chúng ta đi sâu vào trong tất cả những phương diện khác chúng ta mới thấu hiểu được còn nếu như dừng lại cái kinh tạng nguyên thủy ba ly mà chúng ta chưa thấu hết cái lý này thì chúng ta sẽ không đạt đến chỗ viên mãn hành thiện một cách tuyệt đối. Này thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có một đứa con nên rất cương yêu, đứa con đó phạm hiến pháp của quan. Vì quá sợ nên cha mẹ hoặc đuối hoặc giết. Dầu cha mẹ đuối hay giết nhưng không có tâm ác. Cũng vậy, đại Bồ Tát vì hộ trì chánh pháp nếu có chúng sanh hủy bán đại thừa liền lấy roi vọt để trị rồi gãy đối trị hoặc giết chết đó là là muốn chúng sanh chưa bỏ để tu pháp lành Bồ Tát nên suy nghĩ rằng ta dùng nhân duyên gì làm cho chúng sanh phát khởi lòng tin thanh tịnh tùy phương cách nào thuận tiện thời sẽ thực hành đó miễn làm sao tất cả chúng sanh ngưng lại điều ác và chờ cái cơ hội khởi thiện tâm hoặc là giả như không khởi được thì cũng có thể là cũng có thể là là gì là không có thể tạo ra điều ác với những cái phương tiện mình vốn có trên tay những người bồ những người bà la môn sau khi chết đọa địa ngục liền suy nghĩ ba điều tức là những cái vị hành ác như vậy như vậy các vị bà la môn đó khi chết đọa trong địa ngục ở trong địa ngục họ nghĩ ba điều Một Họ tự nghĩ rằng ta từ đâu sanh đến đây Tức là ở trong địa ngục Ai cũng tự đặt câu hỏi như vậy Bởi vì trong đó đều là hóa sanh Và hóa sanh trong cánh khổ Cho nên á Ta đặt câu hỏi ta từ đâu đến đây Ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng vậy Chúng ta đặt câu hỏi là ta từ đâu mà đến Ai chẳng biết Từ cha mẹ sinh ra nhưng cái tâm hồn của chúng ta có phải do cha mẹ sinh ra hay chăng? Nếu thế tại sao cha mẹ sinh ra một tâm hồn đằng độn lại sinh ra một tâm hồn thông thái? Tại sao? Cho nên chúng ta thường đặt câu hỏi ta từ đâu đến đến cõi này. Ngày nhỏ chúng tôi cũng vậy. Đọc một tác phẩm Đường vừa cực lạc, mô tả nhà sư Thích Khoan Tịnh đến cực lạc Tây phương. Với những cái cảnh trí tuyệt diệu vô cùng Chúng tôi ngồi đọc say xưa một tác phẩm ngắn độ chừng tám mươi mấy trang giấy mà thôi. Và trong lòng cứ bàn hoàng ngạc nhiên. Tại sao đây là những cảnh rất là quen thuộc, cực kỳ quen thuộc và thậm chí mình tưởng chừng như là mình đã gặp hôm qua. Nhưng tại sao bây giờ mình ngồi ở đây? Tại sao trong cảnh này mô tả thân tướng con người như vậy? Tại sao tay chân mình như thế này? nó làm cho mình nhớ ríu rít một cái thế giới mà mình đã từng sống với nó. Và tại giờ làm sao trở về được với thế giới này? Và nghĩ rằng, à, đại sư này ở trong cửa chùa nhờ đó đến được thế giới này. Thì giờ đây chỉ có cửa chùa mới giúp cho mình trở lại với thế giới mà mình quen thuộc. Đó là ý nghĩ, một ý nghĩ duy nhất. Thế mà nó thúc giục ngày đêm không ngừng lại với cái hành trạng xuất gia mặc dầu trải qua rất nhiều khốn khó của gia đình của hoàn cảnh xung quanh và của kiến thức mà mình có được nhưng ý nghĩ phải xuất gia ở chùa cứ thúc giục ngày đêm không ngừng nghỉ thì thưa các vị đó cũng là một trong những hạt giống những chúng tứ mà chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đến một cái thế giới nào đó chúng ta đặt câu hỏi từ đó chúng ta đến thì những hữu tình bị đọa trong địa ngục các vị bà la môn kia cũng vậy kinh nói rằng thứ hai họ nghĩ rằng á là tự nghĩ rằng ta hiện sanh đây là chỗ nào liền tự biết rằng đây là địa ngục a tỳ cũng giống như chúng ta sinh trong cõi này chúng ta không biết từ đâu đến nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đang ở đây đây là cõi ta bà Ta bà là gì là kham nhẫn Bởi vì nó khó chịu đựng Mưa nén giải dầu công việc làm ăn Bao nhiêu thứ pháp Rất khó nhẫn nại Cho nên đặt tên là kham nhẫn Và cõi này dục ái thịnh hành Cho nên đặt tên là dục giới Hiện tượng thế nào thì miêu tả thế ấy Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng Ở trong địa ngục hữu tình cũng nghĩ như vậy Thứ ba họ nghĩ rằng Do nghiệp duyên gì mà ta đọa trong địa ngục. Họ liền tự biết rằng do chánh tin và hủy bán kinh điển đại thừa bị nhà vua giết mà sanh đến địa ngục này. Đó là một kiếp mà nhà vua tiền thân của Phật làm vua. Các vị bà la môn phí bán kinh điển đại thừa cho nên bị vua giết như vậy. Họ bị chết mà họ còn bị đọa địa ngục là do cái tâm xấu ác, do cái tâm điên đảo của họ Họ nghĩ như vậy rồi Trong lòng của họ sao Trong lòng của họ hối hận Trong lòng của họ hiếu nhân quá... Cho nên trong lòng của họ sanh kính tin kinh điển đại thừa Đức Thế Tôn nói rằng Do cái lòng kính tin Do đó mà thân địa ngục của họ liền liền chết đi và khi thân địa ngục chết đi họ lập tức sanh vào cái thế giới Cam lộ cổ như lai Ở đó Sống lâu đủ 10 kiếp Cho nên không gian của Phật giáo Chúng ta không nên nhìn Với khía cạnh Là không gian của Một kiếp con người Thời gian chúng ta cũng không nhìn Với độ chừng 100-200 năm ở trong thế giới này Chúng ta thấy Luân hồi xấu nẻo Chết đây sinh kia giống như thấy hình đối dạng. Mà nhân quả nghiệp duyên nó luôn đeo mang theo mình. Hành động phí bán đại thừa cứ nghĩ rằng đó là hành động cao thượng, đó là hành động tốt lành. Nhưng nào ngờ bị vua giết cho. Và vua giết với cái ác nghiệp phí bán đó là đọa thắng trong địa ngục, hóa sanh trong địa ngục là do tự tâm ác nghiệp chiêu cảm các vị bà la môn này sẽ đổ vào đó và tự đổ vào trong đó nhưng rồi thói quen ở trong địa ngục đó thì lại khởi lên ba ý nghĩ ta được từ đâu đến và ở đây là là đâu và ta đến đây để làm gì Xin nói ta 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 vì sao đến đây là đâu và và tại sao ta đến đây nguyên nhân nào ta đến đây khi thấu hiểu cái nguyên nhân Thì người ấy biết rõ tội báo Đôi khi chúng ta cứ lao theo Những cám dỗ thành công giữa cuộc đời Chúng ta quên mất những giá trị Mà mình đang có xung quanh Đôi rồi khi những giá trị đó Rời khỏi tầm tay của chúng ta Thì lúc đó Chúng ta mới sinh tâm hối tiếc Con người ta Thường hay sợ cái quả Mà không nghĩ tới nhân là như vậy thì ở đây cũng như thế Các vị trong địa ngục này biết như vậy Do vậy mà Trong lòng của họ hối hận sinh tâm kính tin đại thừa Chỉ có một niềm tin thôi Rõ ràng Tính là mẹ sinh ra muôn ngàn công đức Chỉ có một niềm tin thôi Mà họ nhanh chóng giải thoát khỏi Cái kiếp thống khổ trong địa ngục A Tỳ Và lập tức Họ sinh về thế giới Của Đức Cam Lộ Cổ Như Lai Ở nơi đó lại được thỏa mãn sống lâu đủ 10 kiếp. Thưa liệu quý vị, một vị vua, hành động của vua khiến cho những người ác hại kia đến cái kết quả cuối cùng sống trong quốc độ có như lai và được thỏa mãn 10 kiếp. Như vậy thì đó là thiện hay ác? Nhìn ở phương diện của chúng ta, chúng ta khó chấp nhận. Cho một thí dụ, ví dụ như dòng họ thích đương thời của Đức Thế Tôn. Những người thiện xạ làm sao họ có thể khuất phục trước một cái đội đội binh gọi là giặc cỏ như Tỳ Lưu Ly. Nhưng vì tin Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng giết người phải đền mạng. Cho vậy mà ngồi im chấp nhận cái chết để trả cái nghiệp báo cho của mình. Đến rồi, cái nghiệp báo đó thân hoại mạng chung nó cũng hỏi theo và cái phước mà dòng họ thích nhận được đó là tất cả đồ sinh thiên chúng ta đứng trên không gian nhỏ hẹp của cõi này và cái thời gian ngắn ngủi của kiếp con người chúng ta sẽ không chấp nhận luận lý này chúng ta đặt câu hỏi vậy không lý nào người người ta mang quân tới đô hộ nước của chúng ta chúng ta cứ ngồi im mà dâng nước của chúng ta cho họ đó là chân lý của đạo Phật hay sao đạo Phật chúng ta hoàn toàn không phải như vậy đâu tùy theo trường hợp mà hành động có những trường hợp ngồi im chấp nhận cái chết nhưng có những trường hợp phải giết người đó là phước làm sao chúng ta hiểu được hết cảnh này thành ra hiểu đạo Phật nên hiểu trọn vẹn không có nên hiểu nữa chừng hiểu nữa chừng thế nào chúng ta cũng rơi vào cái vòng lóng quán giả điên đảo kính thưa liệu quý vị đó chính là một trong những cái lý siêu việt mà chúng tôi quan ngại khi trình bày phải nói hết sức là quan ngại và đặc biệt là nam truyền phật giáo hoàn toàn không chấp nhận điều này nam truyền phật giáo không bao giờ chấp nhận có một vị tu sĩ tự sát như là bồ tát thích quảng đức nhưng ở trong phật giáo đại thừa phật giáo việt nam thì Bồ Tát là một vị Bồ Tát đỡ lại trái tim rực sáng, trái tim bất diệt giữa cuộc đời. Trái tim bất diệt, trái tim từ bi, trái tim đốt lên ánh sáng, sôi chiếu cả ba cõi, để mọi người khởi lòng từ và ngừng lại cơn ác hại. Với chân lý đó, với cái tâm vô ký mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tụng kinh pháp hoa suốt ròng rã 6 tháng và đã xin một cái đơn trình lên giáo hội thống nhất dàn xếp cho cái tâm nguyện này sáu tháng nghiêm mật lòng không chút phiền não kinh kệ thanh trai đó rồi ra ở giữa ngã tư đường đốt lên một ngọn một ngọn lửa sôi sáng cả ba cõi với cái hành động từ bi và với định lực vững chãi ngồi ở giữa ngọn lửa ngút ngàn mà âm thanh niệm Phật vẫn còn vang ra. Chúng ta làm sao hiểu nổi hành nghiệp của những vị như vậy. Cho nên chúng ta nói đâu là sát, đâu là bất sát. Ở trong cái cảnh điên đảo vọng tưởng của chúng ta thì có thể đúng. Nhưng cảnh giới siêu việt của các ngài thì làm sao chúng ta có thể hình dung đây. Cho nên thưa quý vị, Thưa Tôn nói rằng này thiện nam tử do nghĩa này, do nghĩa ấy thời xưa ta đã ban cho những người ấy 10 kiếp thỏa mãn sao lại bảo ta giết hại họ thưa liệu quý vị kinh văn rất là siêu việt nhiều khía cạnh khác đáng tiếc hôm nay chúng tôi đành phải chia tay với đại chúng tại đây và kính mời các vị chúng ta đến với bộ đội phật quốc để chúng ta tiếp tục nghe trọn vẹn bộ kinh này trân trọng cảm ơn các vị đã lắng nghe nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời